chúng tôi có thể công dùng cái kết luận APEC 2017 này đó, là nó đánh vỡ cái mà bánh vẽ dân chủ của cộng đồng Việt Nam hải ngoại muốn dựng lên. Coi như là nó hết rồi. Thế nhưng mà cái vấn đề đó, có nhiều người nói rằng á, ở Việt Nam bây giờ đó là bắt đầu là năm 2017 này là đã là cái sự gọi là suy sụp của nhóm ông Đỗ Quang Ai này kia, là những cái gọi là những người đấu tranh cho dân chủ Việt Nam, tại vì chưa bao giờ mà bị bắt nhiều như vậy. Đấy. Thì tôi phản đối lại, tôi bảo thật sự rằng có gì đâu, tại vì những người đi biểu tình bây giờ họ không có được nhận tiền. Một phần thì những người đầu đầu não như Nguyễn Văn Hóa đó ra rồi xin lỗi, tôi có tội với nhân dân, tôi đã lầm đường lạc lối này kia, xin nhân dân tha tội này kia. Thì nhà mẹ nấm thì cái là xử lần thứ hai vẫn cứ y y như là vũ như cẩn đó thôi. Thế rồi cái còn bây giờ đó thì có ai mà tự nhiên bây giờ hứng mình ra mà chịu mà khi mà không có tiền nữa. Bây giờ ông Lê Đình Thông này không dám hó hay gì, rồi Đài Loan từ Sài Gòn ông Nguyễn Hữu Công cũng không dám hó hay gì, ông nào bây giờ cũng im lặng như tờ. Bởi vì ra cái vấn đề mà á, Nguyễn Thanh Tú đưa ra nó không phải là vấn đề, nó nằm trong cái chuyện mà cái người ta giết những nhà báo nữa, tại vì cái chuyện nó xảy ra 36 năm nay rồi. Đấy. Bây giờ người ta đặt vấn đề là tại sao các anh lại đi lươn lẹo vấn đề mà thuế má thế thôi. Đấy. Gửi chuyển tiền ấy nhé, là giống như là ông Văn Pao đó, khi mà Mỹ nó đưa ông ra tòa về ông tội về chuyển tiền bất hợp pháp nhé. Thì bây giờ là cái chuyện là những ông mà Lê Đình Thông như ông ngay cả ông thị trưởng Tạ Đức Chí này, ông chưa biết là sắp sửa ra ứng cử lại đó, năm 2018 này đang vận động Như bảo rồi nữa. đó, 2018 đó. Bây giờ sắp sửa đầu qua tới 10 tháng 11 năm 2018 này, Tôi mới thấy năm năm rồi có mới tìm ông thông ra mới cái đó tuần vừa rồi mới gây đưa lên quỹ để cho năm 2018 và năm 2020 chứ bác. đưa lên bầu lên năm năm vị rồi. Nếu mà đó không năm vị đó là khác, cái bầu đó là bầu bữa trước bác Cường nói đó, là họ bầu cái những cái midterm hoặc là những cái mà tùy theo cái địa phương đó. Đấy thì có 5 người có hy vọng chứ không phải là 5 người đã được bầu á, 5 người có hy vọng, thì trong đó mới có một người được đắc cử rồi, một người được đắc cử ở bên tiểu bang gì đó, thì anh ta là đảng đảng viên đảng Cộng hòa. Không, tôi nói là đã, Tạ Đức Chí cũng vẫn còn nằm ở cái cương vị ở thành phố Westminster thôi chứ chưa có À không, ở thành phố Westminster nhưng mà vẫn phải bầu lại, 2018 cứ 2 năm phải bầu lại một lần, nó không có giới hạn. Anh cứ được người ta bầu là anh cứ được ở lại, nhưng mà cứ 2 năm anh cứ phải đi ra bầu. Thì bây giờ đó tuần vừa rồi đó Tạ Đức Chí mới gây quỹ. hâm nóng lại cái vụ Đấy đấy thì đưa cái vụ cờ đỏ ra đấy, lần nữa đấy. Thì đưa cái vụ cờ cấm đỏ ra cấm nữa cờ đấy, đỏ nhưng rồi. mà thì tôi sẽ đặt cái vấn đề sở thuế. Sau Tết tôi sẽ đặt vấn đề IRS yêu cầu điều tra dùm cho tôi cái hội, nó gọi là ông Phan Kinh Nhơn gọi là Hội Bảo vệ Môi trường và Chủ quyền Quốc gia. Thì không biết là chủ quyền quốc gia của ông là ai hay Từ là đâu? môi trường gì tôi không cần biết. Tôi chỉ biết rằng á, ở Mỹ cái tên đó đã được có ghi danh chưa? Và nếu là ghi danh nhé thì đã có được cái giấy mà miễn thuế chưa? Mà đã có giấy miễn thuế rồi đó thì ông được cái giấy mà xin đi thu tiền chưa? Mà nếu mà như kiểu ông Lê Trinh Thông đó, ông bảo rằng ông có một cái tổ chức gọi là quỹ hy vọng. Đấy. Thì chúng tôi đã vào tìm vào quỹ hy vọng, thì cái quỹ hy vọng đó nó hoàn toàn không có 501c3. Nó chỉ là hy vọng thôi mà, hốt mà. Hy vọng chỉ là hy vọng. Thì những cái đó tôi sẽ yêu cầu. Và thứ nhất là để yêu cầu Đài Loan Sài Gòn này, ông Lê Đình Thông này, đấy, thì và ông Phan Kỳ Nhơn đấy, chứng minh cho tôi là 3 cái tổ chức đó thu được bao nhiêu và đã gửi đi đâu, ai đang giữ và gửi như thế nào. Bởi vì bây giờ đó, với cái chiêu bài mà kinh tế của ông Donald Trump là tiền Mỹ không được thất thoát,
thì quý vị chuẩn bị dùm cho tôi cái đó. Tôi nói trước đấy, tôi sẽ gửi thơ lên sở thuế của California để đặt vấn đề quý vị. Và nếu mà cần ra tòa thì chắc chắn rằng là tôi không phải ra tòa, bởi vì cái đó chuyện là cái chuyện IRS, tôi chỉ là người đi tố cáo. Thông thường nó IRS không bao giờ thông báo tên tuổi của những người đi tố cáo, cũng giống như là những người gian lận welfare, gian lận an sinh xã hội. Tôi là người công khai, tôi nói rằng vợ Đặng Thành Long là bị tôi thưa đó, đèn chân cái gì đó, dùng cái email của an sinh xã hội gửi đi khắp nơi đánh Nguyễn Phương Hùng, nhục mạ Nguyễn Phương Hùng bằng email của nhà nước. Tôi viết lá thư vào, ok xong. Hai năm nữa về hưu, bây giờ mất hết, bị đuổi mất hết. Cái bà Dương Nguyệt Ánh, tôi cũng thấy có cái gì mà nói chuyện này thì là bà cũng chạm vào cái vụ gì đó. Dạ, bà mới đây. Và mới đây thì bà ra, bà có lên một cái tổ chức gây quỹ gì bên của Việt Tân gì đó. Đấy, bà cũng lại Việt Tân. Đấy, thì bà cũng lại lên nói lên án cái nhà cầm quyền Việt Nam, đấy, cộng sản đó. Thì bây giờ đó thì cái vấn đề đó bà đã bị cấm mấy năm nay rồi, tại vì bà làm một khoa học gia cho của Bộ Quốc phòng, tức là cơ quan, một cái ngành mà cái ngành của bà đó là một nhóm khoa học gia cùng nghiên cứu để làm cái trái bom, nó gọi là bom tinh khôn, nó gọi smart bomb á, thì nó không ra cái chất mà gọi là chất cái mà nó chỉ ra một cái chất hơi ép rất là mạnh xuống sâu, thí dụ như là ở những cái vùng như là A Phú Hãn, những cái vùng núi đấy, thì cái những người Hồi giáo đó, những người IS đó, họ trốn ở mặt dưới đó. Thì bây giờ trái bom nó không có không phá gì hết, nó sẽ nổ ra cái hơi bom, nó sẽ đi xuống dưới đó. Thì có nhiều người nói rằng không phải là nó chỉ là cái hơi không, chắc chắn nó phải có một cái hơi gọi là hóa học chui xuống đất rồi đụng đầu thằng nào mới nổ. không nổ, nhưng mà nó làm cái chất ép làm cho người ta nghe là bị tức, để cái máu mũi máu miết này kia gì đó. Nó có một cái chất gì đó mà lào trong người làm cho mình sẽ bị ấy. Thì bà là một trong những người, nhưng mà Việt Nam mình cứ thổi phồng lên là đó là sản phẩm của bà Dương Ngọc Ánh. Không phải, đó là một cái toán nó đang gọi là research và develop. Vâng, nó là nghiên cứu. Bộ Quốc phòng nó đặt hàng có thế thôi. Nó đặt hàng cho người này tiền. Và tức là nó đã có cái yêu cầu đây này, khoa học bây giờ tới thế này rồi này, chị có tất cả những cái này này, các quý vị có các cái này rồi, quý vị dẫn thêm một chút, dẫn thêm một chút để mà đi tìm, có thế thôi. Rồi đưa đơn đặt hàng đi. Vâng, chứ nó là chuyện đấy. Nhưng mà cái nói chuyện bà Dương Việt Ánh này đó, mình không cần phải nói về cái bom biết gì của bà ấy. Muốn nói chuyện rằng thì là bà ấy có một cái nhầm lẫn là bà ấy là một công chức của nhà nước, vâng, mà lại công chức cấp cao của Bộ Quốc phòng, đúng, tức là thì không được nói chuyện chính trị, đúng, có thế rồi, không vâng. Được tham gia chuyện chính bác trị, nói rất là đúng. Đấy, đó là lý do, vâng, đấy là cái sai lầm đó của bà, sai lầm của đấy bà. Là cái sai lầm hôm qua có mấy cái một cái clip kiếp gì đó nó nói là không ngờ rằng cuộc đời của bà ấy tới này nó bị bà bị chấm dứt cái tức đang là, sáng lặng như vậy bị chấm dứt. Tức là vấp pháp và nó thì là bây giờ là cộng đồng nó xui người ta vào chỗ chết, có thế thôi. Tất cả bọn này là nó chỉ lừa, nó kéo người này cười kia vào cái chỗ mà nó không nghĩ gì tới quyền lợi, nó không nghĩ gì tới cái sự nghiệp của người ta, nó bác đưa Cường người ta vào chỗ quá. Chết. Người ta khen bác Cường nói hay quá. Vâng, thưa quý khán giả, thì trước khi chúng tôi chấm dứt, chúng tôi xin nhắc lại cái hiện mình nói rằng cái nhạc bolero hay là mình nói ngay đến cái BOT. Bây giờ nó thành ra một cái dịch, và khi người ta đổi tiền đó thì mình mới thấy rằng cái
nhân dân mà nó chống, nó sáng tạo lắm. Hay lắm. Nó sáng tạo lắm. Như là cái gì mà dân nó liệu là xong hết thôi. Thành ra cái câu chuyện mà mấy người mới trở lại cái cuộc kháng chiến mấy cái gì đó, công của cái này cái kia đó, thì tôi cứ phải trả lời mấy người kia, tôi bảo rằng thì là người ta chỉ có thể lừa một người trong một thời gian nào đó, nhưng người ta không thể lừa mãi mãi được. Mấy lại nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam không thể lừa nhân dân Việt Nam 70 năm qua được. You can fool everybody at the same time, but you cannot fool one person all the time. Mà lại Đảng Cộng sản Việt Nam lại lừa 90 triệu dân Việt Nam 70 năm qua thì nó là thì mới vừa biết là cái bọn bố láo này. Sắp sửa đây ngày 20 tháng 12 này lại thành lập quân đội nhân dân đây nữa đấy. Thì rất là vui, hy vọng rằng ngày 20 tháng 12 ông Phan Kỳ Nhơn lại xuất hiện để làm ra ngoài tượng đài. Giống như ngày 20 tháng 8. Theo tôi thì ông ấy phải đi hết con đường. Bây giờ nếu không có Ngô Kỳ, không có Phan Kỳ Nhân thì cuộc đời Buôn Sa nó buồn chết mấy. Vâng, buồn lắm rồi. Người ta nói cái gì nước nó chảy mãi rồi nó cũng phải tới. Mà tôi thấy ông ấy mới là cái người kiên cường. Trong lúc ấy là đã nhiều người bỏ cuộc rồi, thành ra tôi kính trọng cái sự kiên cường của ông ấy. Biết rằng mình không phải, biết rằng mình sắp chết nhưng mà vẫn nhào vô đến không cái phải, ông lỡ cầm tiền ở ông để trong cái nhà rồi thì ông cũng phải ấy thôi. Đó, chứ người mình nói theo lao rồi phải phóng lao. Đúng rồi. Có một cái chuyện nữa là ông Lữ Giang mới viết về cái nhận định về cái APEC 2017. Vâng. Thì ông Lữ Giang ông nói rằng ông Trump ông chẳng có cái gì hết, mục đích của ông là ông đi ông chào hàng bán hàng thế thôi. Thế nhưng mà ông quên mất rằng là cái chuyện ông Trump ông được ông mười tất cả bữa trước ông Nguyễn Xuân Phúc qua đây là 5 tỷ, bây giờ bên nó 12 tỷ nữa là 17 tỷ, gần 18 tỷ. Thế nhưng mà ngược lại đó thì bên Việt Nam là cũng lại bán qua bên kia thì sao? Thế nhưng mà ông Lữ Giang không biết cái bài báo của ông viết sao bây giờ cả cộng đồng mạng lên nó chửi ông Lữ Giang, nó gọi ông là xin lỗi cũng tội nghiệp ông lắm. Ông bị hồi đó ông ở tù ông bị cắt gân, thành ra giờ ông đi cái đầu ông nó nghiêng qua bên cái. Mà bây giờ đó tôi thấy mấy người đó chửi ông Lữ Giang thì cứ việc chửi, nhưng mà mang cái đó ra cái nói ông là thằng gù nhà thờ Đức Bà. Ông ấy bị tù gì, tù Tây? Ông tù nơi này, tù sau ngày 30 tháng 4. Ông là hồi đó chưa, ông là thẩm phán ở dưới vùng miền Tây. Ông bị bây giờ cái lưng ông bị gù qua một bên, ông đi cứ nghiêng qua bên này. Thì mang người ta ra chế nhạo cái đó thì không nên, nhưng mà đối với tôi thì ông Lữ Giang á thì ông bị đánh là đáng, tại vì ông lên trên đài VOV ngày đó ông bịa đặt cái chuyện mà ông tranh án gì nói ông Bùi Bân là kia, thì ông Bùi Bân ông đi chưa mà cái lời của ông tranh án hoàn toàn không có, mà ông bịa ra bị ông tranh án phạt và phải xin lỗi ông Bùi Bân đọc luôn á, 2 tuần lễ luôn, mỗi tối nào cũng VOV cũng đọc. Nhân tiện nói chuyện VOV thì chúng tôi cũng được có lời mời là ở bên Ủy ban Nhà nước cũng muốn mời Đỗ Sơn đi đấy về cái tháng riêng này.